Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuổi Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong bản tin trước thì chúng tôi cũng đã gửi tới quý vị và các bạn những thông tin, đó là ông Shin Tae-yong cũng như là các cổ động viên của Indonesia đang rất cay cú và thậm chí là đòi kiện lên cả FIFA. Và câu chuyện này có lẽ lại không dừng lại ở mức độ chỉ là những cái bình luận của các cổ động viên đâu, mà mới đây thì bên phía Liên đoàn bóng đá của Indonesia đang muốn một điều thực sự là bất ngờ, đó là họ sẽ khiếu nại lên AFF vì đội tuyển U19 Indonesia bị loại một cách vô cùng gay đắng ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022, mặc dù được thi đấu ở trên sân nhà. Và cùng với đó thì trả lời trên báo chí của Thái Lan thì ông Gracia, huấn luyện trưởng của đội tuyển U19 Thái Lan, đã có những phát biểu vô cùng sung sướng khi mà vừa qua có thể ghi bàn vào lưới của đội tuyển U19 Việt Nam để có được một trận hòa. Và chính điều đó chúng ta mới thấy rằng là đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta thực sự đã chơi rất hay. Vâng, vừa qua ở loạt trận cuối cùng ở vòng bảng U19 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Thái Lan đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Và chính kết quả này khiến cho U19 Indonesia đã bị loại, mặc dù họ có ghi được bao nhiêu bàn thắng và thắng đậm đến như thế nào đi chăng nữa trước đối thủ trong trận đấu cùng giờ, đó là Myanmar, và kết thúc là tỷ số đó là 1 thôi. Vô cùng bức xúc sau khi mà chứng kiến đội tuyển U19 Indonesia bị loại khi mà giành chiến thắng đậm, thì chủ tịch của Liên đoàn bóng đá nước này, ông Irawan, khẳng định rằng tổ chức của nước này rất nhiều khả năng sẽ gửi một đơn kiện lên AFF khi mà ông cho rằng là đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Thái Lan đã có một tiền thi đấu thiếu tích cực trong cuộc đối đầu vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Ông Irawan này có chia sẻ rằng: "Chúng tôi sẽ có một cuộc họp nội bộ để bàn về vấn đề này. Đội tuyển U19 Indonesia đã gặp quá nhiều bất lợi. Chúng tôi đã xem xét kỹ trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng rằng là sẽ có kiện lên AFF nữa hay không. Chúng tôi chưa thể khẳng định trận đấu giữa U19 Việt Nam và Thái Lan có vấn đề gì, nhưng rõ ràng hai đội bóng này cần có một cái thái độ thi đấu tích cực hơn. Ban kỷ luật AFF sẽ đưa một đơn vị ra phán quyết chính thức và cuối cùng về cái vấn đề này." Như được biết thì với đội tuyển U19 Indonesia, họ đã được đầu tư rất nhiều và cái mục tiêu của họ duy nhất ở cái bảng đấu này và đặc biệt ở giải đấu này đó là tiến tới trận chung kết và giành được chức vô địch. Bởi thực tế là họ đã đầu tư nhiều để hướng đến vòng chung kết World Cup 2023 ở lứa tuổi U20, giải đấu mà hiện nay họ là nước chủ nhà. Vì vậy đây thực sự là một thất bại cay đắng. Thế nhưng để nói rằng là nó có được cái gì để mà kiện được hay không, tôi nghĩ rằng cũng chỉ là trong sự tức giận mà phát biểu như vậy thôi. Còn thực tế là chẳng có lý do gì để mà kiện được đội tuyển U19 Thái Lan và Việt Nam cả. Bởi thực tế là trong thời điểm đó thì sức đã xuống rồi. Thứ hai, tỷ số 1-1, hai đội vẫn đá bình thường thôi. Và chứng kiến như vậy thì đương nhiên là với một người Indonesia và đặc biệt là như ông Irawan, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia, thì cảm thấy điên rồ, cay cú, bực tức thì cũng là điều hết sức bình thường. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ, thì có lẽ rằng để có thể nói rằng là kiện được và có thể thay đổi được kết quả của trận đấu này, thế tôi khẳng định một điều chắc chắn là không thể. Quý vị bạn có tin rằng là Liên đoàn bóng đá của Indonesia có thể kiện được và thay đổi được kết quả này hay không, thì cũng để lại một bình luận của mình ở phía dưới về cái suy nghĩ của quý bạn ngày hôm nay nhé. Và thông tin tiếp theo cũng rất nóng liên quan đến phát biểu vừa qua của Huynh Gracia của đội tuyển U19 Thái Lan. Ông này sung sướng khi mà trả lời với báo chí của Thái Lan và cho rằng tinh thần tuyệt vời khi mà ghi được một bàn thắng vào lưới của một đội bóng rất mạnh, đó là đội tuyển U19 Việt Nam. Cụ thể là tờ Thái Rat của Thái Lan đã dẫn lời ông Gracia về trận hòa với tỷ số 1-1 trước đội tuyển U19 Việt Nam, qua đó giúp cho Thái Lan vào đến bán kết của giải U19 Đông Nam Á 2022, khi mà còn nói rằng: "Chúng tôi đã thể hiện được sự quyết tâm và thái độ thi đấu tốt. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ đã phòng ngự tốt, nhưng khi có bóng thì họ chưa thể làm chủ được. Ở trong hiệp 2 tôi đã chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để tạo ra những sự thay đổi. Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu và cả đội đã cho thấy được tinh thần tuyệt vời khi có thể ghi bàn vào lưới của một đội bóng mạnh như là đội tuyển U19 Việt Nam." Đó là những gì mà ông Gracia có ca ngợi các học trò của mình sau trận hòa với Việt Nam với tỷ số đó là 1-1. Và huấn luyện trưởng của đội tuyển U19 Thái Lan cho rằng là mục tiêu đó là đánh bại Việt Nam, thế nhưng cuối cùng thì đã không thể thực hiện được. Thế nhưng với kết quả hòa với tỷ số 1-1 thì cũng đã giúp cho họ đi tiếp nhờ hiệp hơn Indonesia và hiệu số đối đầu và giữa ba đội, đó là Việt Nam, Thái Lan và Indo. Lý do là gì thì chúng tôi cũng đã phân tích và gửi tới quý bạn một cái thông tin rất chi tiết ở trong bản tin trước rồi. Và vừa qua với những phát biểu của ông Gracia thì rõ ràng là ông ấy có sự đánh giá rất chuẩn mực và có vẻ như đã khiêm tốn hơn khá nhiều so với những phát biểu trước đây khi mà nhắm về đội tuyển U19 Việt Nam hay những đội bóng của Việt Nam chúng ta.
cũng đơn giản thôi, bởi thực tế hiện nay thì họ đã rất may mắn để có trận hòa với tỷ số 1 đều để tiến tới vào bán kết cùng đội tuyển U19 Việt Nam. Vừa qua thì chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều những cái bình luận nói rằng là trận đấu vừa qua thì Thái Lan chưa hay hơn, Việt Nam đã may mắn để có một trận hòa. Thế nhưng nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào mặt tỷ số về cái diễn biến rằng là Thái Lan ghi bàn trước rồi sau đó chúng ta có bàn hữu hòa mà chúng ta đưa ra một nhận định như vậy, thực tế là không phải đâu. Nhìn đội tuyển U19 Thái Lan thi đấu, họ có thể cầm bóng nhiều hơn, đương nhiên đấy là cách chơi của Thái Lan rồi, có thể cầm bóng nhiều hơn chúng ta khoảng vài phần trăm. Thế nhưng để về lối chơi và những cơ hội mà chúng ta tạo ra được thì đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta mới là những người mà chúng ta có những cơ hội tốt hơn. Và thực tế là cái thế trận mà đội tuyển U19 Việt Nam chúng ta tạo ra được là tốt hơn khá nhiều. Những cơ hội dứt điểm và có lẽ rằng là nếu chúng ta may mắn hơn thì chúng ta cũng đã có thể có 1 đến 2 bàn thắng của những cầu thủ vào lưới của đội tuyển U19 Thái Lan rồi. Và thưa quý bạn, là để nói về màn trình diễn vừa qua của thầy trò huấn luyện viên Thế Nam thì với cá nhân chúng tôi, và nếu quý bạn là những người mà thực sự là quan tâm bóng đá và chú ý nhiều hơn đến những cầu thủ, đến những màn trình diễn vừa qua của U19 Việt Nam thì thực tế là chúng ta đã tiến bộ hơn nhiều. Đương nhiên là đối đầu với Thái Lan thì với những cấp độ trẻ như này, những cầu thủ đương nhiên là có sự căng cứng về mặt tâm lý, và chính huấn luyện viên Đinh Thế Nam thì cũng đã có những chia sẻ như vậy rồi. Và một tình huống đó là một tình huống mà Thái Lan có được bàn thắng, nó dẫn tới từ việc là thủ môn của chúng ta đã có một chút sai lầm thôi. Còn thực tế trước đó thì chúng ta thấy rằng Thái Lan làm gì có những cơ hội nào để dứt điểm lên vùng thành của chúng ta đâu, gần như là không có. Và những cơ hội rõ rệt nhất là thuộc về đội tuyển U19 Việt Nam thôi. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là những lời khẳng định rằng là vừa qua đội tuyển U19 Việt Nam chúng ta may mắn mới có được trận hòa thì thực tế là sai lầm, chẳng có gì là may mắn cả. Ngay lập tức khi mà chúng ta bị thủng lưới thì chúng ta đã có ngay bàn thắng gỡ hòa rồi. Điều đó cho thấy rằng là với đội tuyển U19 Việt Nam, nếu thực sự chúng ta cần có những chiến thắng thì chúng ta có lẽ rằng dễ dàng thôi. Tuy nhiên với một thế trận đó khi mà chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi, chứ không phải là chúng ta không tấn công. Hai đội trước khi mà đội tuyển U19 Thái Lan có được một bàn thắng và chúng ta gỡ hòa thì hai đội chúng ta và Thái Lan đã gần như là sống chết với nhau luôn, chứ làm gì có chuyện nhường nhau đâu. Chúng ta thấy rằng là liên tục làm sân, phạm lỗi nguy hiểm rất nhiều thứ, sự căng thẳng đẩy lên cao trào. Thái Lan khi mà họ đang có tỷ số không đều thì họ như vậy là bị loại rồi. Vì vậy mà họ đá cũng như là ăn tươi nước sống ta vậy, sẵn sàng có thể là phạm lỗi nguy hiểm rất nhiều thứ, những cuộc va chạm trên sân rất nảy lửa. Thế nhưng ngay sau đó khi mà có tỷ số 1 đều, chúng ta thấy rằng mọi thứ cũng khác rất nhiều. Thái Lan họ cũng chẳng có cái lý do gì để mà họ cố được ghi bàn nữa cả, bởi từng đó là quá đủ rồi. Và xin khẳng định lại một lần nữa rằng với những phát biểu vừa qua của ông Garcia, ông ấy nói rằng là việc ghi được một bàn thắng vào lưới của đội tuyển cực mạnh như Việt Nam đó là một điều sung sướng nhất với ông và các học trò rồi. Vì vậy tôi nghĩ rằng là với những cổ động viên Việt Nam chúng ta, có lẽ rằng chúng ta cũng không nên quá khó tính làm gì cả. Chúng ta nhìn vào thực tế rằng là những cầu thủ trẻ đương nhiên là cần có những sự thay đổi, cần có những sự rèn rũa và cần có kinh nghiệm qua những trận mạc. Và với những màn trình diễn vừa qua trước một Thái Lan mà chính huấn luyện trưởng của đội tuyển nước này họ khẳng định rằng là thực sự may mắn và họ cảm thấy sung sướng khi mà có trận hòa, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có lẽ rằng lên trang chúng ta hãy nên tiếp tục ủng hộ, cổ vũ cho đội tuyển, chứ chúng ta cũng không nên đưa ra những lời bình luận mà khiến cho cái tinh thần và tâm lý của những cầu thủ hiện nay họ bị đi xuống. Hãy nhớ rằng là tất cả những cầu thủ trẻ và rất nhiều cầu thủ họ cũng sẽ vẫn dùng mạng xã hội thôi, và đương nhiên họ sẽ đọc được, và tôi nghĩ rằng là với những lời khích lệ, động viên, chúc mừng trong thời điểm hiện nay là điều quan trọng. Mặc dù tại bán kết thì những đối thủ sắp tới như là Lào hay là Malaysia thì tôi nghĩ rằng là U19 Việt Nam sẽ vượt qua thôi, và gần như cơ hội để chúng ta sẽ tái đấu với tuyển U19 Thái Lan sẽ là cực cao. Vì vậy mà với việc là chúng ta đang có tinh thần tốt, với màn trình diễn vừa qua có thể nói rằng trên cơ Thái Lan, tôi khẳng định là trên cơ, bởi chúng ta đừng chú tâm quá nhiều về việc kiểm soát trận đấu với cái thời gian mà cầm bóng, thực tế là nó không giải quyết nhiều. Thái Lan thì cầm bóng ở khu vực ở sân nhà thôi, cũng giống như những gì mà họ đã từng làm ở giải U23 Đông Nam Á, rồi tại SEA Games 31 vừa qua cũng cầm bóng rất nhiều. Thế nhưng rồi những cơ hội khi mà lên phía trên toàn mất bóng rồi là chuyền bóng quá lực thôi, không tạo ra bất cứ một sự nguy hiểm gì. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng thầy trò huấn luyện viên Thế Nam đã làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình ở trong trận đấu vừa qua, khiến cho đối thủ phải lệ phục. Và tôi khẳng định lại rằng không phải là chúng ta may mắn, mà cái việc chúng ta có được bàn thắng gỡ hòa đó chính là bản lĩnh của chúng ta, không có gì là may mắn cả. Bởi nếu chúng ta không quyết tâm, chúng ta không bản lĩnh thì lấy đâu ra chúng ta có được một bàn thắng gỡ hòa như vậy. Cho nên chúng tôi khẳng định rằng không có gì là may mắn cả. Đội tuyển chúng ta đã có một trận hòa xứng đáng, và thậm chí đã có xứng đáng một chiến thắng hơn.
Thế nhưng dù sao thì với một trận hòa cũng là đủ để cho chúng ta có vị trí nhất bảng rồi. Và một bảng đấu như vậy, khó khăn như vậy, những đối thủ cực mà khó khăn, khó chơi như vậy mà chúng ta có được vị trí nhất bảng thì có cái gì nữa mà chúng ta phải đòi hỏi quá nhiều, phải không ạ? Và chúng ta hy vọng rằng là đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có mặt ở trong trận chung kết, và khi đó đối thủ là ai thì chúng ta sẽ phải chờ. Thế nhưng đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng việc tiến tới vào bán kết với ngôi vị nhất bảng đó là một thành công bước đầu rất là ấn tượng của đội tuyển U19 Việt Nam, của thầy trò huấn luyện viên Đình Thế Nam rồi, phải không ạ? Quý vị nhận xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại một like để ủng hộ cho tuyển bóng đá, cũng như là hãy bình luận ở phía dưới để chia sẻ những ý kiến của quý vị và các bạn. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông bên cạnh và chọn tất cả để nhận được những thông tin mới nhất từ tuyển bóng đá mỗi ngày nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.